vũ trụ muốn bạn giàu có về sức khỏe giàu có về trí tuệ giàu có vì tình yêu giàu có vì vật chất và đạt được tất cả những điều mà các bạn mong muốn khi các bạn kết nối với vũ trụ các bạn có thể đón nhận tất cả những nguồn lực từ vũ trụ trợ lực cho các bạn biểu hiện tất cả những ước nguyện các bạn trở thành sự thật tất cả chúng ta đều có hoài bão ước mơ và mong muốn trong cuộc sống của mình bạn có thể muốn có một tình yêu đích thực hoặc một số nguồn lực đặc biệt như là tiền bạc hoặc danh tiếng trong cuộc sống của mình. Bạn có thể muốn giúp nhiều người hoặc làm điều gì đó cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể thực hiện mong muốn của mình và tạo ra cuộc sống mà bạn muốn. Bạn có thể biểu hiện bất cứ điều gì bạn muốn, nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải được kết nối với vũ trụ bạn chỉ cần biết cách điều chỉnh cơ thể trái tim tâm trí và tinh thần của mình với trường lường tử và ngay bây giờ quốc anh sẽ hướng dẫn các bạn các bước để kết nối với trường lường tử vũ trụ bao gồm các thiên hà ngôi sao hành tinh không gian và tất cả các dạng vật chất và năng lượng khác được gọi là vũ trụ vì tất cả vật chất đều là năng lượng điều đó có nghĩa là vũ trụ chỉ đơn giản là một nguồn năng lượng dồi dào toàn bộ vũ trụ được tạo thành từ các loại trường lượng tử khác nhau được thống nhất thành một trường lượng tử duy nhất do đó vũ trụ bao gồm cả trái đất chẳng qua là một trường lượng tử trong một trường lượng tử thực tế có thể tồn tại trong vô số trạng thái có thể và do đó vũ trụ là một lĩnh vực có khả năng vô tầng tại sao chúng ta cần kết nối với vũ trụ vì vũ trụ là một trường năng lượng dồi dào có tiềm năng và khả năng vô hạn là một phần của vũ trụ chúng ta cũng được thừa hưởng sức mạnh này của vũ trụ nhưng vấn đề là chúng ta nghĩ về bản thân mình tách biệt với vũ trụ bản ngã của chúng ta đã tạo ra ý thức về cá nhân giới hạn chúng ta và khiến chúng ta tin rằng chúng ta là một thực thể riêng biệt ngoài trường lượng tử. Tuy nhiên, nếu chúng ta vượt qua trở ngại này bằng cách ghi nhớ mối liên hệ của mình với vũ trụ, chúng ta có thể nhận ra tiềm năng bị lãng quên của mình và sau đó tất cả những gì chúng ta cần để tạo ra cuộc sống của mình mong muốn chỉ là khai thác nguồn tài nguyên dồi dào này. Ngoài những nhu cầu vật chất, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta bao gồm cảm giác bình yên, tình yêu và niềm vui, có thể trở thành những trải nghiệm hàng ngày. Làm thế nào để kết nối với vũ trụ? Chúng ta có thể thể hiện cuộc sống mà chúng ta muốn, nếu chúng ta phù hợp và điều chỉnh theo tần số và rung động của vũ trụ. Khi bạn loại bỏ những năng lượng tiêu cực đó là những nỗi sợ hãi và lo lắng bạn sẽ bắt đầu phù hợp với vũ trụ vì chúng ta là một phần của vũ trụ cách để kết nối với vũ trụ có nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để điều chỉnh tần số và rung động của cơ thể tâm trí và trái tim của mình với tần số và rung động của vũ trụ để tạo ra sự đồng bộ chúng ta cũng phải tin vào sức mạnh của niềm tin có một mối liên hệ giữa tâm trí và vật chất và tất cả các tế bào trong cơ thể bạn đều bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bạn. Những gì bạn tin tưởng ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể của bạn. Nếu bạn tin rằng bạn không được kết nối với trái đất và trường lượng tử, thì hệ thống niềm tin của bạn sẽ không thể dao động theo tần số của kết nối. Vì vậy, bạn phải tin rằng có một mối liên hệ và bạn không thể tách rời khỏi trái đất và vũ trụ. Khi bạn bắt đầu tin tưởng, bạn sẽ đi vào sự liên kết giữa rung động và tần số của trường lượng tử. Sau đây là những bước tuần tự bạn nên thực hiện để kết nối bản thân bạn với trường lượng tử của những khả năng vô hạn. Điều thứ nhất, ngồi yên lặng. Đó là tất cả về việc có mặt ở khoảnh khắc hiện tại. Ngồi cảm thấy tiếp đất với đôi chân của bạn trên mặt đất. Hãy chú ý đến hơi thở của bạn. Khi bạn thở chậm theo nhịp điệu tự nhiên. Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng bảy lần. Bước thứ hai, đồng bộ với trái tim. Khi bạn cảm nhận cơ thể, hãy nghe nhịp tim của bạn. Bạn đang kết nối với trái tim của mình. Tất cả đều nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng và mang lại sự gắn kết hơn cho nhịp tim của bạn sự đồng bộ với trái tim là điểm kết nối với trường lường tử bước thứ ba lắng nghe tiếng nói bên trong hãy ngồi thoải mái hít thở nhịp nhàng với trái tim và tâm trí tĩnh lặng bạn bắt đầu kết nối với trường lường tử bạn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mình bạn bắt đầu lắng nghe tiếng nói bên trong của mình phát ra từ sâu thẳm trái tim bước thứ tư hãy thể hiện ý định của bạn khi bạn có sự gắn kết của trái tim và cơ thể bạn bắt đầu thấy những gì bạn thực sự muốn và những gì bạn thực sự yêu cầu ý định của bạn có thể là thức ăn chỗ ở tài nguyên tiền bạc và thậm chí là những nhu cầu phi vật chất như là tình yêu và bình yên an lạc, hòa bình. Bạn cần phải thể hiện ý định của mình thật rõ ràng. Đó là sự thật bên trong bạn. Không bị giới hạn bởi những trải nghiệm bạn trải qua trong quá khứ của mình hoặc là những niềm tin cũ được trưởng thành bởi từ những người khác tác động vào cuộc sống của bạn. Điều thứ năm, hãy cảm nhận ý định của bạn. Bạn cần phải chấp nhận rằng ý định của bạn đã được biểu hiện và bạn đã trải nghiệm nó đây là sức mạnh của hình dung bạn càng hình dung thật chi tiết về những gì bạn mong muốn đã trở thành sự thật bạn đang đồng bộ năng lượng của bạn với nguồn năng lượng giàu có đung đồng cao của vũ trụ thì tất cả những gì mà các bạn mong muốn dễ dàng biểu hiện trở thành sự thật điều thứ sáu đồng bộ hóa với vũ trụ năng lượng của bạn lan tỏa ra khỏi cơ thể và kết nối với năng lượng vũ trụ. Bạn cảm thấy như trái tim của bạn được nâng lên khi bạn cảm nhận được niềm vui và năng lượng tích cực. Bạn quan sát và cảm nhận rất rõ ràng rất nhiều những năng lượng rung động cao của vũ trụ bao quanh cơ thể của bạn và nâng cơ thể của bạn lên cao. Bạn cảm thấy cơ thể của mình rất nhẹ nhàng và thư giãn bạn đang sống trong tình yêu vô điều kiện của vũ trụ hãy thực hành những điều của canh chia sẻ với các bạn trở thành thói quen của bạn bạn sẽ thấy rằng những điều mà các bạn mong muốn trong cuộc sống sẽ dễ dàng biểu hiện trở thành sự thật và các bạn có thể thực hành điều này mỗi ngày hai lần buổi sáng khi các bạn vừa thức dậy và buổi tối trước khi các bạn đi vào giấc ngủ hãy tinh tấn trong việc thực hành. Tối thiểu là trong 7 ngày. Hãy tin tấn trong những gì mà các bạn làm. Các bạn sẽ cảm nhận rõ ràng những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Và khi các bạn cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng tích cực, rung động cao, qua những điều của Canh vừa chia sẻ với các bạn, các bạn hãy biểu hiện bốn con số 1 bên dưới video này. Hãy ấn vào nút like bên dưới video này và các bạn có thể biểu hiện bên dưới video này bằng một câu khẳng định tích cực. Vũ trụ yêu thương tôi vô điều kiện. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại